đáp trả lại tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa nói: Ta mến thương ngươi bằng một tình yêu vĩnh cửu. Và Chúa Giêsu đã đến để loan báo cho ta tin mừng ấy. Khi Chúa Giêsu được thanh tẩy, Ngài nghe thấy một tiếng nói với Ngài: Con là con yêu dấu của Cha, kẻ Cha sùng mộ. Đó là một tuyên bố quan trọng Chúa Giêsu muốn cho ta nghe. Ta là con yêu dấu, không phải vì ta đã làm được một cái gì đó, không phải vì ta đã khẳng định được chính mình. Cách căn bản, Thiên Chúa yêu thương ta bất kể những việc ta làm. Nếu đây là sự thật, thì những năm vắn vỏi ta sống trên trần gian này, ta đã được sai đi, để giữa cuộc sống này ta nói với Thiên Chúa: Vâng, lạy Thiên Chúa, con cũng yêu mến Ngài. Nếu như Thiên Chúa săn sóc ta, thì điều rất quan trọng là ta cũng phải săn sóc Thiên Chúa trên trần gian này. Nếu Thiên Chúa đã được sinh hạ như một trẻ thơ, thì Thiên Chúa không thể đi hoặc nói trừ phi một ai đó đã dạy cho Ngài. Đó là chuyện của Chúa Giêsu, đấng cần đến con người để lớn lên. Thiên Chúa nói: Ta muốn trở nên yếu nhược để các con có thể yêu mến ta. Còn con đường nào tốt hơn giúp các con đáp lại tình yêu mến của ta bằng con đường trở nên đuối nhược để các con có thể săn sóc ta? Thiên Chúa trở nên một Thiên Chúa vấp ngã, đã ngã gục trên thập giá, đã chết cho ta và đã hoàn toàn cần đến tình yêu thương. Thiên Chúa đã làm thế để ta có thể gần gũi Ngài. Thiên Chúa đấng yêu thương ta là một vị Thiên Chúa trở nên mỏng giòn, lệ thuộc trên thập giá. Một vị Thiên Chúa đã nói: Các con có ở đó vì ta không? Bạn có thể nói: Thiên Chúa đang chờ đợi câu trả lời của ta. Cắt nhiệm màu, Thiên Chúa lệ thuộc ta. Thiên Chúa nói: Ta muốn trở nên mỏng giòn, ta cần đến tình yêu của con. Ta ước mong con nhận biết tình yêu của ta. Thiên Chúa là một vị Thiên Chúa ghen tương, theo nghĩa Ngài mong muốn tình yêu của ta và muốn ta thưa với Ngài. Đó là lý do vì sao vào cuối tin mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã hỏi Phêrô ba lần: Con có yêu mến Thầy không? Thiên Chúa đang chờ đợi ta trả lời. Sự sống cho ta vô vàn cơ hội để ta đáp lại câu trả lời ấy. Chúa Giêsu có thể bước đi cách trung thành suốt đời. Ngài được ca ngợi và cũng bị chỉ trích, được ngưỡng mộ và cũng bị khinh khi. Ngài được người ta xin làm vua và cũng bị người ta đóng đinh vào thập giá. Nhưng Ngài vẫn trung thành với tiếng nói hôm xưa. Đó là ý nghĩa của việc cầu nguyện. Chúa Giêsu đi thẳng tới việc cầu nguyện, lắng nghe tiếng nói ấy, công nhận mình là con yêu dấu. Ngay sau đó, Ngài lại nghe một tiếng khác. Ma quỷ nói: Ông phải chứng minh ông là con yêu dấu, biến đá thành bánh, hoặc nhảy xuống khỏi đền thờ và thiên thần sẽ đỡ lấy ông. Hãy chiếm lấy một ít quyền lực và ảnh hưởng. Chúa Giêsu đáp: Tôi không cần phải chứng minh tôi là con yêu dấu, tôi đã là con yêu dấu rồi. Đối với chúng ta, làm việc cho công lý và hòa bình và trở nên những người hoạt động đích thật theo nghĩa tốt của từ ngữ ấy chính là làm mà không phải vì ta cần chứng minh cho mình hoặc cho ai khác rằng ta đáng yêu. Nhưng chính vì ta đụng chạm được tư cách là con yêu dấu mà ta tự do hành động theo sự thật. Ta hoạt động cho công lý và hòa bình bất cứ khi nào ta thấy cần và khước từ bất công. Tôi cảm thấy rằng một khi ta đụng chạm được với tư cách người con yêu dấu, ta sẽ thấy rõ hơn những ơn ta có nhờ những người đã phát hiện ra chúng nơi ta. Vì thế mà trở ngại lớn nhất của hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi ta chính là việc chối bỏ mình. Trở ngại lớn nhất của hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi ta chính là việc ta nói với mình rằng ta vô dụng, ta chỉ là không. Một khi ta biết ta là con yêu dấu, một khi ta bắt đầu khám phá ra điều ấy nơi ta, thì khi ấy Chúa Thánh Thần có thể hoạt động trong ta và trong những người khác. Khi ấy ta có thể làm được những việc kỳ diệu. Này,
vì ta bảo rằng không, Thiên Chúa không thương tôi không tốt như những người khác. Nên một cách nào đó, ta không nhìn nhận sự thật Chúa Giêsu đã đến công bố.